xin chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó chính là công việc mới thì bao giờ sẽ tới với bạn nhé. Dành cho những ai mà đang chờ đợi một cái công việc nào đó, hoặc là các bạn đang muốn chuyển việc, hoặc là muốn chuyển ngành, chuyển nghề gì đấy, thì các bạn đều có thể chọn trải bài này của mình nhé. Rồi, chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay là 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để lắng nghe cái thông điệp đấy là công việc mới bao giờ sẽ tới nhá. Rồi, hãy chọn đi. Rồi, và chúng ta sẽ đến với số 1 nha các bạn. Chào các bạn, đến với tụ bài số 1. Đây là trải bài chung, chỉ vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nhá. Với câu hỏi là công việc mới bao giờ sẽ tới thì... điều đầu tiên nhá, cho dù bạn có việc hay không có việc, cho dù bạn đến với cái trải bài này của mình với mục đích gì, là ví dụ như là đang muốn là, nếu như chưa có việc thì các bạn đang muốn là xem là bao giờ mình có việc này, hoặc là với những bạn nào mà đang làm cái công việc nào đó mà đang muốn bỏ để chuyển sang công việc mới chẳng hạn, thì đây có thể sẽ là hai cái đối tượng của cái trải bài này của mình. Thì đối với tụ bài số 1 ở đây, mình thấy rằng là cho dù bạn ở trường hợp nào đi chăng nữa thì mình thấy thời điểm này các bạn đang có rất là nhiều gánh nặng, nhiều áp lực. Có thể có những bạn mà chưa có việc ấy thì các bạn đang kiểu giống như là đang cảm thấy rất là buồn bã, cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì tìm mãi mà không có cái công việc phù hợp cho mình. Cái thứ hai nữa, đấy là có thể là các bạn bị những cái áp lực về mặt tâm lý của mọi người xung quanh, ví dụ như cha mẹ, bạn bè hay là những cái người xung quanh, họ thúc ép bạn hãy đi tìm một cái công việc nào đó đi rồi này kia các thứ đó, kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất là mệt mỏi và áp lực với điều đó. Hoặc một trường hợp nữa, nếu như các bạn đang có một công việc nào đó rồi thì mình thấy là nó đang rơi vào trạng thái vô cùng là stress, vô cùng là áp lực và mệt mỏi. Đôi khi mình thấy rằng là các bạn bỏ rất nhiều công sức vào những cái thứ đó, thế nhưng mà nó không đạt lại được cái kết quả như mà các bạn mong muốn. Các bạn cảm thấy như không thỏa đáng, rồi là tất cả mọi thứ bạn không được nhìn nhận một cách công bằng, kiểu như vậy. Cho dù bạn ở trường hợp nào đi chăng nữa thì mình thấy rằng là mọi người cũng dường như đang bị khắt khe quá với bạn và không hiểu được cho cái trường hợp, cái tình huống mà các bạn đang gặp phải. Thì mình thấy rằng là mình thấy rằng là bạn sẽ tìm được công việc mới sắp rồi, mình thấy là cũng rất là gần thôi. Các bạn có cái lá một thời kỳ rực lửa đang đến. Mình thấy rằng là cái công việc mới của bạn ấy, bạn nó sẽ tìm được thông qua cái việc có thể là bạn cởi mở hơn với những cái mối quan hệ của mình này. Thế kiểu nhờ người này người kia, họ có kiểu như họ có chỗ nào mà cảm thấy ok thì họ có thể giới thiệu bạn để ứng tuyển này. Hoặc là mình thấy có thể có khả năng là sẽ có người giúp đỡ nào đó. Và nếu như có ai đó giúp đỡ dẫn mối hoặc là bằng một cách nào đó để có thể là bạn đến được với cái công việc mới, mình thấy là bạn nên đón nhận nó. Cái thứ hai nữa ở đây mình thấy rằng là đôi khi các bạn cũng cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau cái sự căng thẳng mệt mỏi này. Nhưng mà nhiều bạn bảo là căng thẳng mệt mỏi mà nghỉ ngơi thì lại càng căng thẳng mệt mỏi, đúng không? Thì mình thấy rằng là bạn phải mạnh mẽ lên. Thứ hai nữa, đấy là hãy quyết liệt trong cái hành động của mình. Nếu như bạn cảm thấy cái công việc này, đối với những bạn nào đã có công việc, nếu như bạn cảm thấy công việc này nó không phù hợp với mình ấy, mình thấy là bạn cần có một cái sự xem xét, nhìn nhận lại và chuyển đổi công việc. Còn như những bạn nào mà chưa có công việc, mình thấy là bạn nên vận dụng, thử thật là nhiều cách vào. Thử nhiều cách, đến nhiều công ty phỏng vấn, rồi là làm thật là nhiều cách. Và mình thấy là bạn cần có một cái sự chăm chỉ, một cái sự nỗ lực, cần có một cái sự hành động mạnh mẽ hơn nữa. Đó, thì bạn, thì công việc mới nó sẽ đến với bạn. Và mình thấy rằng là mình cảm nhận được rằng là bạn sẽ tìm thấy cái công việc đấy, nó sẽ ở rất là gần bạn thôi. Có thể là cái người giúp bạn cũng ở rất là gần bạn này. Rồi là có những cái mà các bạn, hoặc là ở rất là gần nhà bạn, hoặc là có những cái mà nó hiện hiện ngay trước mắt mà các bạn không có để ý. Bởi vì mình thấy rằng là tất cả những thứ mà bạn tìm kiếm á, nó đã ở sẵn trong cuộc sống của các bạn rồi, nó đã ở sát ở dạng tiềm năng rồi, và nó đang đợi bạn đến để khám phá nó. Thì mình thấy rằng là cho dù bạn ở trường hợp nào đi chăng nữa ấy, như mình nói lúc nãy á, thì mình thấy rằng là bạn luôn cảm thấy không được công nhận, không được thỏa đáng, hoặc là các bạn bỏ ra rất là nhiều công sức nhưng mà không ai nghe, không ai hiểu. Thì mình thấy rằng là một là bạn chưa đặt mọi thứ nó đúng chỗ, tức là chưa đưa bản thân mình vào đúng cái môi trường công việc đúng. Cái thứ hai đó là bởi vì thật ra bạn chưa có thành tựu gì cả, bạn chưa có một cái gì đấy mà nó rõ ràng hiển hiện trước mắt cả, trên mọi người rất là khó để công nhận bạn. Giống như bạn chỉ có mỗi niềm tin thôi thì nó rất là khó, đúng không? Bạn thử đặt bản thân mình vào là một cái người đi tuyển dụng đi, mà là một công ty đi, thì họ có chọn những cái người giống như bạn hay không? Thế nên mình thấy là bạn nên có một cái sự trau dồi hơn với bản thân của mình, quyết tâm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn với cá nhân của bạn,
thì mình thấy là mọi thứ nó sẽ ổn với các bạn thôi. Và mình thấy cái công việc mà các bạn tìm được á, nó sẽ là một cái công việc abundant, nó đem đến cho bạn rất là nhiều sự đầy đủ về mặt tài chính ở đây, tiền bạc ở đây. Và nó xứng đáng với tất cả những cái nỗ lực của các bạn gặp phải, mà tất cả những cái nỗ lực mà các bạn đã cố gắng. Mình thấy một điều nữa đấy chính là các bạn hãy mạnh mẽ vượt qua cái giai đoạn này. Mình cho dù bạn ở trong trường hợp đó chăng nữa thì mình thấy đây là một giai đoạn không hề dễ dàng đối với các bạn. Mệt mỏi lắm, áp lực lắm. Đôi khi cái cảm giác 10 gậy này nó cũng khó chịu không kém gì 10 kiếm. 10 kiếm thì rất là đau đớn thôi. Nhưng mà cái 10 gậy là cái trạng thái mà nhiều áp lực quá mà buông không được, không biết buông như nào và phải làm như nào để buông. Thì mình thấy rằng là nói chung á, mình thấy là bạn cần phải thực tế hơn trong cái công việc của bạn, trong cái việc là các bạn tìm cái công việc mới hoặc là gì đó, bạn phải thực tế hơn, biết được khả năng của mình ở đâu để đặt cái điểm rơi ở đúng chỗ. Chứ còn khả năng của bạn, mình nói thật, khả năng của bạn nếu như nó có hạn mà các bạn bước quá cao hoặc là trèo quá cao thì các bạn chỉ ngã đau thôi. Cho nên là phải đủ tỉnh táo và thực tế. Mình sẽ bắt đầu từ cái từ từ trước, và sau đó khi mà mình có cái sự gọi là đủ lông đủ cánh rồi thì chúng ta có thể tung bay, chúng ta có thể thử sức ở những cái vị trí khác nhau, nó mới tốt hơn được. Rồi tiếp nha. Tụ bài dành cho tụ bài số 5. Mình thấy rằng là mình nghĩ là trong thời điểm gần nữa thôi, có thể ai đó sẽ gọi bạn, alo bạn. Mình thấy là gần lắm. Sắp đến rồi, một thời kỳ rực lửa đang đến rồi. Thì mình thấy rằng là bây giờ các bạn đang áp lực bởi một điều gì đó, áp lực không có việc, áp lực bởi một cái công việc nó không ok hay gì gì đó chẳng hạn. Thì mình thấy là sang cái giai đoạn sau, sắp tới đây này, sau khi bạn nhận được cuộc gọi này, sau khi sau đi ai đó giới thiệu cho bạn hay là bạn nhận được công việc mới, mình thấy bạn cũng dồn rất là nhiều sức lực, sự nỗ lực và cố gắng cho cái công việc đấy rất là nhiều, chăm chỉ làm việc mọi thứ rất là nhiều đó. Sớm thôi, mình nghĩ sớm thôi. Nhưng mà mình thấy là bởi vì bạn quá áp lực như thế này á, bạn cứ nghĩ là xem, nếu như mà bạn đang áp lực này bởi một cái điều gì đó chẳng hạn, thì bạn sẽ khi mà bạn nhảy sang một cái giai đoạn tiếp theo thì bạn vẫn sẽ mang theo cái áp lực đó sang cái giai đoạn tiếp theo, cho dù bạn ở trong trường hợp nào đi chăng nữa, bạn sẽ lại có những cái áp lực khác, bạn cũng không biết mình có làm được hay không này cái các thứ. Mình thấy là bạn cần phải làm cách nào đó để giảm cái áp lực này, ví dụ như bạn chọn cách để nghỉ ngơi này, ngồi lại với bản thân để lắng nghe và kết nối sâu sắc hơn với bản thân này. Các bạn có thể thiền, mình thấy là trên YouTube ấy cũng có rất là nhiều những cái bản thiền mà mình thấy là nó cũng khá là hiệu quả đấy. Nếu như các bạn chỉ cần dành khoảng 20 phút là căng, 20 phút hoặc có bài thì 30 phút gì đấy, hoặc 10 phút gì đấy thôi để ngồi lại với bản thân á, nó sẽ giúp bạn hiểu bản thân của mình hơn này, biết được là mình cần phải làm gì ở trong những cái câu chuyện và trong cái tình huống này. Rồi tiếp. Ok. Cái câu trả lời dành cho bạn ấy nó sẽ sớm đến với bạn thôi. Mình thấy rằng là sớm ấy, các bạn sẽ nhận được kết quả, các bạn sẽ nhận được cái một ai đó gọi bạn hay là gì gì đấy. Thì mình thấy rằng là có thể các bạn cũng đã nỗ lực và cố gắng cho công việc này rồi, cho những cái thứ mà mình đam mê, mình theo đuổi này rồi, thì mình thấy rằng là sớm thôi, rất là sớm thôi, bạn sẽ nhận được lời gọi này. Nói chung là sớm lắm. Mình đi xem nào. Thông điệp dành cho tụ bài số 1 này. Abundant, wow, các bạn có hai lá abundant rồi, lại có tiền lại chiên nhá. Đùa đấy. Abundant, các bạn có hai lá abundant đây thì thôi, chuẩn bị đi, lại có công việc rất là tốt và nó đãi ngộ nó cũng rất là tốt đi. Có, mình thấy là bạn sẽ bỏ nhiều công sức cho công việc đấy nhưng bạn sẽ nhận lại được nó xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra, chứ không phải là
một cái công việc mà nó bóc lột hay là tạm bợ đối với bạn đâu. Cho nên chúc mừng các bạn, chúng ta Chào đến các với tụ bạn, bài số đến với 2. tụ bài số 2, đây là Trẻ Bé Trung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là công việc mới bao giờ sẽ tới, thì đối với tụ bài số 2 này, như mình cũng nói ở trong giống như tụ bài số 1 ý, đấy là các bạn tụ bài số 2, đây cũng có thể là các bạn đối tượng, hai đối tượng nhá. Đối tượng là các bạn đang chờ việc này, đang tìm việc này. Đối tượng là một là các bạn đang làm một công việc ở đâu đó và các bạn muốn chuyển việc, đang muốn chuyển việc, đang muốn đổi việc chẳng hạn, thì đây sẽ là trải bài dành cho bạn. Thì điều đầu tiên đây, mình thấy rằng là cho dù bạn ở trường hợp nào, mình thấy các bạn đang rơi vào trạng thái rất là khó khăn về mặt tiền bạc tài chính. Các bạn đang muốn tìm được một cái bến đỗ hạnh phúc, một nơi mà cho bạn cái sự thoải mái về mặt tinh thần cũng như là rủng rỉnh về mặt tiền bạc tài chính, hoặc không rủng rỉnh thì nó cũng phải đem đến cho bạn cái sự đầy đủ một chút. Chứ còn ở đây mình thấy tình trạng hiện tại nó đang rất là khó khăn với các bạn. Năm xu ở đây là mình thấy là thiếu thốn lắm, nên là tiền bạc tài chính và cái mặt tinh thần nó cũng không được có ok lắm. Thứ hai, mình thấy các bạn khá rệu rã, tức là về mặt tinh thần của bạn, bạn cũng không có đủ quyết tâm, có thể bạn chán nản quá rồi. Bởi vì mình thấy cái khá thiên thần của sức mạnh như này nó đang bị ngược. Bình thường nó xuôi thì giống như bạn đang được sự hỗ trợ của những cái thiên thần sức mạnh, nhưng mà bây giờ nó đang ngược thì giống như là cho dù có họ có hỗ trợ bạn đi chăng nữa thì các bạn cũng có không có đủ cái quyết tâm, không có đủ cái sự tích cực để có thể suy nghĩ tốt hơn về tương lai, về những cái điều tiếp theo đang đến. Thì mình thấy rằng là ở đây rất là nhiều lá bài nói về việc đấy là hãy nhìn mọi thứ ở một cái trạng thái nó rộng hơn. Giống như bạn nhìn mọi thứ, kể cả cái việc thời điểm hiện tại các bạn đang rơi vào khó khăn hoặc là chưa tìm được việc ấy, thì bạn hãy nhìn mọi thứ một cách rộng ra này. Rồi là xem bản thân mình còn vấn đề gì mà tại sao mình lại rơi vào cái tình huống như thế này, để vào đâu là cách để giải quyết. Thứ hai, mình thấy bạn cần phải giải phóng những cái sự rệu rã của bản thân. Tức là mình thấy giống như bạn chưa đánh mà bạn chưa ra chiến trường mà bạn đã kiểu rệu rã rồi. Đó, và bạn cứ lúc nào bạn cũng không có sinh lực như thế. Có những bạn thì đi làm, có công việc thật nhưng đi làm trong cái sự mệt mỏi, đi làm trong cái sự chán nản. Đó, mình thấy là đây chính là một dấu hiệu để các bạn chuyển hướng sang một cái thứ khác. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa đây, mình thấy là bạn cần phải có những cái cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu như bạn cảm thấy lương của mình không ổn, bạn nói chuyện với cấp trên. Nếu như họ không đồng ý thì bạn tìm bến đỗ hạnh phúc khác. Còn nếu còn đâu trong cái công việc của các bạn, mà đối với những bạn nào mà đi tìm việc á, đi tìm việc hay gì đấy, mình thấy là cái vấn đề giao tiếp nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Mình thấy là mình không biết các bạn đã đi phỏng vấn nhiều nơi chưa, nhưng mình thấy nhiều khả năng các bạn sẽ tiếp tục đi phỏng vấn ở một cái nơi nào đó. Hoặc là nếu như mà bạn đã phỏng vấn rồi thì xem cái trường hợp này có đúng không nhá. Mình thấy cái người phỏng vấn bạn là hai người đàn ông. Hai người này là rất là nhiều kinh nghiệm. Đó, họ thấy cái sự yếu kém và tự ti của bạn. Cho nên là bạn cần phải, nếu như chưa gặp ấy, mình thấy là bạn cần phải ngay bây giờ trau dồi lại cái sự tự tin của bản thân, cái sự nói năng tất cả mọi thứ lưu loát. Còn đâu mình thấy các bạn năng lượng đi xuống lắm. Mà năng lượng đi xuống như thế này ấy, thì bạn bảo ai dám tuyển bạn. Hơi phũ một tí nha, nhưng mà yêu thương thì mới phũ đấy. Rồi, mình thấy là bạn cần có một cái sự giống như là áp dụng những cái gì, tất cả những gì bạn đã học được, đã tích lũy được cho cái những cái buổi phỏng vấn, cho những cái giống như là thể hiện trước cái nhà tuyển dụng đấy bạn là một cái con người như thế nào để họ có thể tuyển được bạn. Chứ còn mình thấy rệu rã lắm, mệt mỏi lắm. Cái thứ hai, cái tiếp theo nữa ở đây mà mình thấy đấy chính là cái công việc của bạn làm ấy có thể liên quan đến kiến thức rất là nhiều. Mình thấy nó liên quan đến kiến thức, liên quan đến những thứ tích lũy của các bạn. Có những bạn thì đi dạy đấy, các bạn đi dạy học đấy. Có những bạn thì có thể sẽ làm cái việc gì đấy rất là khác so với trước đây, mà nó cần có cái sự tích lũy về mặt kiến thức này. Tức là nó không phải là công việc lặp đi lặp lại, ngồi bấm máy hay là gì đấy đâu. Nó sẽ là cả một cái công việc mà các bạn cần phải trau dồi học hỏi này, tiếp thu cho mình được nhiều kinh nghiệm này. Thì mình thấy đấy là một cái công việc tốt đấy. Bạn cứ nghĩ mà xem, như bạn làm công việc gì đấy nó an toàn đi, ngày 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 bạn làm những cái công việc đấy và bạn đầu óc bạn không có sự phát triển, không có sự tích lũy, không có sự học lên cao hơn, nâng cao hơn ấy, thì bạn chỉ giống như một cái cỗ máy thôi. Nhưng cái công việc này thì mình thấy là công việc tốt, và nó giống như một cái blessing ấy, một cái phước lành ấy được đem đến cho bạn. Mình thấy là chắc chắn bạn sẽ tìm được, nhưng mà chỉ khi nào bạn sốc lại được cái tinh thần của mình, để tìm lại cái sức mạnh bên trong bản thân của mình. Chứ còn mình thấy là nếu như bạn cứ tiếp tục giữ cái trạng thái của cái sự yếu đuối này, thiếu thốn này. Ok, rõ ràng chúng ta thiếu thốn về mặt tiền bạc rồi. Thế nhưng mà cái ý chí thì chúng ta không được nghèo nha. Cái ý chí không được nghèo nha. Thì mình thấy rằng là hãy giơ tay ra để đón nhận những cái cơ hội. Mình thấy là cho dù cái cơ hội gì đến với các bạn ấy, mình thấy là bạn cũng nên xem xét và đón nhận nó. Ok, mình thấy rằng là có hai cái người đàn ông họ sẽ có thể tham gia cái phỏng vấn, hoặc là họ giúp đỡ bạn, hoặc là nếu như có thể bạn tìm hai cái người này là hai cái người mà có thể cho bạn kinh nghiệm
Đây có thể là hai người phỏng vấn bạn, đây có thể là hai người giống như là những người có thể cho bạn những cái kinh nghiệm. Họ là những người vô cùng dày dặn về mặt kinh nghiệm và đã có một cái nền tảng và chỗ đứng rất là tốt ở trong công việc rồi. Thế cho nên là mình thấy là bạn nên 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 học hỏi họ. Đó. Và mình thấy là bạn đừng có giấu dốt, bởi vì thật ra nói câu giấu dốt thì hơi ấy, nhưng giống như là các bạn yếu kém ở đoạn nào thì các bạn phải đi học ở đoạn đấy, kiểu kiểu như thế. Chứ còn nếu như mà các bạn kiểu cứ che giấu bản thân mình, sau đó là các bạn lại càng cảm thấy tự ti hơn ấy, thì nó rất là tệ. Đây, cái bí mật của bạn an toàn mà, cho dù bạn thừa nhận rằng là tiếng Anh của bạn không tốt, bạn nói tiếng Anh nó như là đọc tiếng Việt chẳng hạn. Đây, mình cũng đọc tiếng Anh như đọc tiếng Việt đây, và mình không ngần ngại thừa nhận để ra mọi điều đấy với mọi người để mọi người thông cảm cho mình. Và mình thấy rằng là cứ yên tâm đi, bởi vì tất cả những cái bí mật của bạn ấy nó sẽ được giữ bí mật và không ai tiết lộ ra cho bạn đâu. Thế cho nên là đừng có ngại ngần gì nếu như mà bạn muốn đi xin kinh nghiệm của họ hay là gì gì đấy, hãy bày tỏ thật lòng với họ ấy. Với những cái người này á, họ sẽ giúp đỡ bạn, họ sẽ cho bạn lời khuyên. Nhưng mà mình thấy khẳng định cái công việc tiếp theo của bạn ấy nó cần đến cái kiến thức rất là nhiều, kiến thức từ sách vở, từ kinh nghiệm cuộc sống nhiều lắm, hoặc là thậm chí nhiều bạn đây chưa bao giờ đi dạy, phải đi dạy kiểu thế. Nhưng mà đây chính cái công việc này nó sẽ cho bạn cái sự cọ sát, cái sự va vấp và cái sự tiếp thu và tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm tốt, nên thử. Các bạn có cái lá để làm một kết quả có lợi cho đôi bên, thì mình thấy rằng là bạn sẽ tìm được công việc, nhưng mà như mình nói đó chính là lucky on your side, sự may mắn đứng về phía các bạn có blessing đấy, thì mình thấy là sẽ tìm được thôi, sẽ tìm được cái bến đỗ cho mình thôi. Nhưng mà như mình nói là cái công việc giống như mình mô tả đấy. Cái thứ hai nữa ở đây đấy chính là mình thấy là nếu như bạn hỏi quá một cụ thể thì là bao giờ ấy, ok thì đợi mình xem, mình nghĩ là không nhanh đâu. Thông điệp dành cho tụ bài số 2. Quay. Đấy, mình bảo mà. Trời ơi. Nói chung là trực giác là hơi chuẩn đấy. Quay, chờ. Nó bảo chờ đi. Trong thời điểm này. Rồi, mình thấy một điều nữa. Có thể nghe những gì mà mình nói từ nãy đến giờ, các bạn sẽ không hình dung được cái công việc mà bạn chọn là gì. Bởi vì bạn có thể bây giờ các bạn đang đang đi làm ở chỗ này chỗ kia rồi, hoặc là các bạn đang giải CV chỗ này chỗ kia rồi, các bạn nhắm là các bạn sẽ làm công việc đấy. Nhưng mà nó sẽ là một cái công việc giống như là thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của bạn. Tức là đấy sẽ là cái công việc của bạn không ngờ là bạn làm nhá. Bạn không nghĩ là bạn sẽ làm nhá. Và các bạn có lá này lúc nãy mình có giúp được đây. Nó nói về việc đấy chính là cái sẽ có cái sự điều chỉnh cái yêu cầu là cần thiết, giống như là ban đầu thì bạn nghĩ là bạn sẽ lập trình làm cái này, lập trình trong bản chính bản thân của bạn ấy là bạn sẽ làm cái này làm cái kia, nhưng rồi đường đời rồi mọi thứ nó thay đổi, nó thúc đẩy bạn thử sức ở cái công việc mới này, ở một cái lĩnh vực mới này, thì mình thấy là bạn nên chọn nó. Bạn nên chọn nó, sức mạnh của bạn ở đâu. Như mình nói đấy, chúng ta có thể nghèo về tiền bạc nhưng mà đừng bao giờ nghèo về ý chí. Bởi vì khi chúng ta có ý chí thì chúng ta sẽ vượt lên được tất cả những cái giai đoạn khó khăn này, và chúng ta sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta nó không còn nghèo về tiền bạc nữa. Đó, thì cái đấy điều đấy là điều rất là quan trọng mà mình thấy là bạn cần chờ thêm một thời gian nữa. Xem nào. No need to worry, không có gì phải lo lắng cả. No hay là no, nhưng mà no ở đây là no need to worry, là không có gì phải lo lắng đâu. Mình thấy là sẽ có người giúp bạn. Nhưng mà không có rõ được là bao giờ cả. Mình chỉ thấy là nó không phải là trong tương lai gần thôi. Rồi, chúng ta đến với Chào tụ các bài số bạn. 2. Đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là công việc mới bao giờ sẽ tới. Thì cái tụ 3 từ cái hôm ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn ăn chọn một cái combo. Nó vẫn ăn chọn một cái combo các bạn ạ. Đây, một cái combo. Rồi, quay trở về vấn đề đây, mình thấy thứ nhất có thể đúng thời điểm này các bạn đang rồi đầu tiên đã. Đấy là cái trải bài này của mình nó sẽ đúng với những cái đối tượng sau. Thứ nhất là đối tượng các bạn đang làm công việc nào đó nhưng mà các bạn cảm thấy là
cái công việc này nó không phù hợp với mình đang muốn chuyển việc này. Cái đối tượng thứ hai đấy chính là đối tượng các bạn đang chờ việc và mong muốn là sắp tới sẽ có cái công việc mới nó đến với mình hay không. Thì điều đầu tiên đây, rõ ràng thời điểm này mình thấy các bạn đang cảm thấy vô cùng là bế tắc và cảm thấy tan nát đau đớn bởi một cái sự tổn thương nào đó. Có thể đây nó đến từ chuyện tình cảm của các bạn, có thể nó đến từ rất là nhiều cái yếu tố khác. Tức là đại loại nhá, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình giống như là chạm đáy của nỗi đau, giống như là cái hố đen của vũ trụ ấy. Tại sao bạn lại cảm thấy như thế? Công việc, tình yêu và các mối quan hệ của bạn không có cái gì là ổn cả, và nó khiến cho các bạn dường như là tuyệt vọng rất là nhiều, chán nản rất là nhiều. Một phần nữa nó đến từ cái việc bạn quá ngây thơ. Bạn quá ngây thơ và nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Thực ra chúng ta sống đơn giản chúng ta sống đơn giản ấy, nó cũng có cái tốt, nhưng mà nó cũng có những cái mặt trái. Cho nên chúng ta phải vừa cân bằng giữa sự đơn giản và sự sâu sắc nữa. Chứ sống đơn giản không đồng nghĩa việc là chúng ta sống hời hợt nha. Thì mình thấy rằng là bạn có một cái nỗi đau, có một sự tổn thương, và bạn cảm thấy tất cả mọi thứ đang lùi lại một cách vô cùng là kinh khủng. Nó không chỉ lùi một bước mà nó lùi đến 1.000 bước. Và các bạn rơi vào cái trạng thái giống như là tuyệt vọng lắm. Các bạn dường như là muốn buông bỏ tất cả. Nhưng mà mình thấy đấy, vẫn gia đình chính là cái nơi mà bạn có thể kết nối với họ. Một ai đó trong gia đình, không hẳn là tất cả mọi người, nhưng một ai đó trong gia đình có thể bạn cần phải kết nối với họ, nói chuyện với họ, thì họ sẽ giúp đỡ bạn. Có thể là chỉ giúp đỡ về cái mặt gọi là giúp cho tâm lý của bạn nó thoải mái hơn thôi. Đó. Cái thứ hai nữa ở đây, cũng có thể một số trường hợp là bạn là một người yêu rất là yêu gia đình của bạn, nhưng mà chính gia đình bạn lại là cái thứ nguyên nhân tác nhân gây cho bạn tổn thương rất là lớn. Thì mình thấy rằng là cho dù điều gì chăng nữa thì nó tùy vào trường hợp của mỗi người thì các bạn áp dụng nhá. Nhưng mình thấy là sẽ có một thời điểm này các bạn đang muốn một mình chậm lại đối với mọi thứ, thì mình thấy đây giống như một cú tát, một cái sự sụp đổ. Có thể cuộc sống các bạn nó cùng lúc sụp đổ quá nhiều thứ, tình yêu, công việc, tất cả mọi thứ nó sụp hết xuống. Thì mình thấy là đây nó giống như một cú tát, một cái giống như là một cái gõ đầu vũ trụ ấy, đến bạn để cho các bạn có một cái sự thức tỉnh thôi. Bởi vì các bạn có một cái lá Door to Spirit ở đây, thì mình thấy dường như là cái cánh cửa tâm linh ấy, nó đang mở ra với bạn. Tức là các bạn có thể đang bắt đầu trên cái hành trình thức tỉnh về mặt tâm linh, thay đổi về cái thế giới quan của bạn, cách nhìn nhận của các bạn. Và mình thấy trong thời điểm tiếp theo ấy, bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái thông tin cần thiết đến với cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy rằng là hãy biết rằng đây là một khoảng thời gian đi lùi của năng lượng. Nhưng mà các bạn, như mình hay ví dụ ấy, đấy là bạn muốn bắn cung tên, bạn phải kéo nó về phía sau. Đúng, bạn đã lùi 1.000 bước, nhưng mà bạn sẽ bước được 2.000 bước, 5.000 bước, 10.000 bước nữa cơ. Chắc chắn bạn sẽ làm được điều đó. Cho nên là hãy tin tưởng, cho dù là vào cái giai đoạn mà mình nghĩ là nó đen tối như thế này, nó không dễ dàng gì với các bạn như thế này, nhưng mình tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ vượt qua. Bởi vì bản thân mình cũng đã vượt qua được một cái giai đoạn giống như các bạn. Rất nhiều người đã vượt qua được, và chính bản thân bạn cũng sẽ vượt qua được, và thậm chí sẽ còn vượt qua được một cách vô cùng ngoạn mục. Các bạn có get over yourself, nói về việc đấy là hãy vượt lên chính mình. Bạn không phải vượt qua ai đó cả, bạn vượt lên chính mình thôi, vượt lên nỗi đau của chính mình và giống như bắt đầu lại từ đầu, làm lại mọi thứ. Giống như các bạn chơi game ấy, các bạn có 10 cái mạng chơi lại, chơi đến khi nào mà hết mạng lại chơi tiếp, vào lại lại có mạng tiếp, kiểu kiểu thế. Thì mình thấy rằng là nhiều bạn sẽ sắp tới đây có thể là sẽ tìm được ai đó họ có cái sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ với những cái nỗi đau, với những cái sự kinh khủng mà các bạn trải qua ấy. Thì mình thấy ở đây có victory này, là sự chiến thắng này. Chắc chắn các bạn sẽ làm được điều này, các bạn sẽ win thắng được cái combo này, cái nghịch cảnh này, cho dù nó là cái điều gì đi chăng nữa. Thì rồi quay trở về cái vấn đề ở đây, nói hơi lan man về phân tích về cái cuộc sống của bạn, về cái vấn đề của bạn, thì quay trở lại cái vấn đề là bao giờ bạn có công việc mới. Mình thấy rằng là mọi thứ sẽ thay đổi dần dần trong cuộc sống của các bạn, chứ nó không thay đổi ảo ảo đâu. Tức là đúng, sụp nó có thể sụp cùng lúc trong một thời gian rất là ngắn, nhưng mà khi mọi thứ nó dần thay đổi thì bạn cần cho năng lượng nó có thời gian. Bởi vì giống như các bạn đã có một cái bước nhảy, một bước chuyển mình ấy, các bạn cũng giống như là cái con bướm thôi, nó phải lột xác từ từ chứ, đúng không? Sao mà nó nhảy phụt ra ngoài được, đúng không? Không thể nào nó nhảy phụt ra ngoài được, nó phải xé từ 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 cái lớp vỏ của nó, và chắc chắn khi mà nó xé thì nó đau chứ, nó đau đớn chứ. Nhưng các bạn nhìn thấy con bướm khi mà nó đã hình thành con sâu, nó biến thành con bướm ấy, đúng không? Nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì các bạn sẽ làm được điều này, bạn đã có sẵn những thứ mà bạn cần, thì mình thấy rằng là bạn cần thêm thời gian thôi. Công việc mới thì mình thấy là đôi khi cái công việc mới đấy bạn không phải tìm ở ngoài đâu, bạn tìm ở chính bạn. Có thể các bạn tự nhiên các bạn ngồi nhà và các bạn kiểu bị dường như là bị một cái giai đoạn mà rất là đen tối trong cuộc sống á. Các bạn không muốn tiếp xúc với ai rồi, các bạn muốn nỗ lực cố gắng cho chính bản thân của mình thôi. Thì có những bạn thì đi ra ngoài tìm việc này, có những bạn thì mình thấy rằng là
các bạn tự xây dựng lấy một công việc cho chính mình. Ví dụ, mình lấy ví dụ các bạn làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok chẳng hạn. Đột nhiên bởi vì có cái cú sốc này cho nên các bạn muốn ở nhà thì các bạn làm TikTok và các bạn làm tiếp thị liên kết chẳng hạn. Và đấy cũng có thể chính là cái công việc kiếm ra tiền cho bạn trong cái thời điểm tiếp theo. Nhưng mình thấy rằng là thật ra nhiều khi công việc đối với bạn ở thời điểm hiện tại ấy, nó cũng không quá là quan trọng, bởi vì bạn đang có một cái tổn thương về mặt tâm lý cần phải giải quyết rất là nhiều. Đó, hoặc có những bạn thì đột nhiên các bạn cảm thấy mình có một cái sự phát triển về mặt tâm linh, muốn tìm hiểu về tarot, muốn tìm hiểu về những cái thứ khác giống như mình này. Đó, thì các bạn có thể là sẽ đi học nó, hoặc là tự học, hay là tự thân vận động tất cả mọi thứ để có thể vượt qua được cái nỗi đau này. Thì mình thấy là thời điểm hãy mở cửa trái tim để đón nhận những cái niềm vui mới đang tới. Nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn một cách dần dần và từ từ. Và như mình nói đây, bạn đã có sẵn những thứ mà bạn cần rồi. Đó là gì? Đó giống như là một cái bản kế hoạch cuộc đời mà vũ trụ đã cùng bạn nhá, chứ không phải mình bạn viết, mà đã cùng bạn viết ra, thảo luận ra và đã giống như là đã hẹn với nhau rằng đến thời điểm này thì những thứ này nó sẽ xảy ra và bạn chấp nhận điều đó rồi và bạn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ này. Thì mình, như mình nói là công việc ở đây mình thấy nó mang tính cá nhân, nó mang tính của bản thân bạn lắm. Hoặc các bạn tự ở nhà các bạn cảm thấy muốn kinh doanh một cái gì đấy, các bạn tự buôn bán này khác ấy, chứ mình cảm thấy nó không giống với một cái công việc các bạn sẽ đi làm công ty hay gì đó đâu. Hoặc là có những bạn các bạn sẽ bỏ công việc làm công ty mà các bạn cảm thấy bản thân mình không hợp với những nơi công sở như vậy, các bạn không muốn có một cái môi trường nó như vậy, thì các bạn dừng lại và các bạn đi buôn bán hoặc là làm một cái gì đó rất là khác biệt đối với bản thân. Mình thấy nỗi đau này nó đau nhưng mà nó đáng. Nó đáng nghĩa là sao? Nó khiến cho bạn thức tỉnh, nó khiến cho bạn học được rất là nhiều bài học từ những cái câu chuyện này. Cho nên là cố gắng lên. Rồi. Rồi, ok. Mình thấy là bạn sẽ có một cái sự bứt phá, tung cánh bay như chim vậy, kiểu như thế. Nhưng mà mình thấy là trước khi bạn đạt được cái thành công này, bạn phải vượt qua một cái cám dỗ nào đó đã. Cám dỗ này có thể đến từ tình yêu, có thể đến từ cái việc đấy là mình sợ hãi phải bước ra khỏi cái vùng an toàn, phải làm một điều gì đó khác biệt đi ấy, thì chúng ta lại muốn quay về cái chỗ cũ ấy, kiểu như thế. Nhưng mà mình thấy là bạn sẽ chọn cái kiểu tung cánh thôi. Còn thời điểm này các bạn đúng như cái lá đợt sớt đấy, tức là các bạn đang đi tìm về bản thân của mình là ai, mình muốn làm cái gì ở cái thế giới này, mình cần phải làm gì, tại sao mình đến đây, mình cần làm mọi thứ một cách có ý nghĩa và phải làm như thế nào để có thể vượt qua được những cái nghịch cảnh này. Thì mình thấy bạn sẽ có một cái sự tìm hiểu về bản thân. Thời điểm này mình biết các bạn đang cô đơn, đang lạc lối, đang rất là bối rối. Nói chung mặc dù đây là một câu hỏi về công việc nhưng mà mình thấy là nó phân tích rất là nhiều về cái cuộc sống của bạn, về những gì mà các bạn đang gặp phải. Bởi vì thật ra bạn, nếu như tinh thần bạn không ổn á, bạn chọn bừa một công việc nào đó, bạn làm này kia các thứ ấy, mình nghĩ là cũng không được lâu dài đâu. Nó cũng sẽ được chắc chỉ được vài hôm hay là gì đấy là các bạn lại chán, các bạn lại muốn tìm cái khác, và đâu đó các bạn cứ sống giật giờ như vậy, như một cái hồn ma, như một cái bóng ma, như một người mà không có mỗi cái thể xác, linh hồn chả có gì chẳng hạn. Đấy, cho nên là đôi khi cái thời gian cần thiết là như vậy. Mình còn có một khoảng thời gian đến gần 7 tháng không kiếm được một đồng tiền nào. Không có một đồng tiền nào để tiêu cả. Nhưng mà sau đó thì bằng cái sự kiên trì và nỗ lực thì mình đã có ngày hôm nay. Có nhiều công việc cùng lúc, nên các bạn cũng sẽ phấn đấu được đến, thậm chí sẽ thành công hơn nữa. Ok, đó là tự bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhớ like, đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.